Vâng, em xin chào toàn thể các bác, các cô chú anh chị. Trong video buổi sáng ngày hôm nay em lại lên hai cái cây quạt bình dân cho các bác. Mới hôm rồi các bác bảo sao toàn lên quạt gang sắt mới còn đẹp thế, thì nay em lên cho quạt bình dân. Đấy. Một em là em na dọc dưa, cánh màu xanh lá cây. Đấy. Đấy. Em này có lồng trước lồng sau đều là lồng si sải cánh 30. Đấy. Có 3 chế độ gió, một đồng hồ hẹn giờ. Đấy. Tổng thể của em nó đây. Em bán rất giá rất bình dân thôi. Đấy. Em test chức năng nó, cái này không có gì phải giới thiệu cả vì nó chỉ có mỗi gió và hẹn giờ thôi. Tổng thể của em này thì rất ok. Gió số 1 rất êm. Thế em này có cái chỗ này bị xước là 1 này. Đấy. Và chỗ này xước là 2 này. Đấy. Nồng thì em cũng có phải qua thí trông cho nó sáng. Bầu thì chỗ này cũng hơi xám xám màu tí. Đấy. Em cứ nói thẳng nó thật. Hai em này hôm nay em bán thanh lý. Đấy. Hoạt động rất bình thường. Gió rất mát êm. Đấy. Điện nguyên zin 100V. Đấy. Mang em hiệu là na dọc dưa. Đấy. Tổng thể của em này rất ok nhưng mà nó có mấy cái tật thế em cũng thông báo luôn. Thì hôm nay em thanh lý hai em này. Em này em bán giá 1.400.000. Thanh lý cho các bác nào, các ông nào, bà nào. Đấy. Vì các anh thích người già rất hợp lý. Dùng để quạt mát giá để bình dân 1.400.000, điện nguyên zin 100V. Đấy. Chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy. Trông rất là sáng sủa. À, em thứ hai này em Hitachi. Đấy, lồng trước lồng sau lồng sơn. Đấy, bầu của nó đây em đây. Đấy. Tổng thể của em này thì rất ok, tất cả nhựa hết các bác nhé. Đấy, đồng hồ hẹn giờ này, 3 chế độ gió. Bầu đem ở đây đằng sau đây. Đấy. Cổ cánh em bao hai con này nành zin các bác nhá. Đấy. Em xoay rất từ cho các bác xem Hitachi. Có cái chỗ này bắt đầu nó xuống màu theo thời gian này, nhựa em nâu nó cũng không sạch được, nói thật là các bác. Như là em ấy mà em lại có một cái tật này nữa, em cũng nói luôn. Cái này là nó bị gãy mất cái chốt đằng sau này, cái chốt lên xuống. Em này giờ là xuống thì vẫn xuống được nhưng mà xuống là phải có cái tô vít cạy xuống. Thế này em mới bán thanh lý vì thế. Không là các bác lại bỏ làm sao thanh lý. Hai em này là nó này em này là thanh lý. Em này em bán thanh lý ra 1 triệu nha các bác nhé. Chức năng hoạt động bình thường. Đây em test cho các bác xem. Gió rất mạnh. Thanh lý là các bác biết là nó phải giá gọi là kịch sàn rồi. Nên là bác nào chỉ việc sách về dùng đấu nguồn không biết thôi chứ không có gì phải là thanh lý, nhưng mà vẫn hoạt động bình thường chứ không phải thanh lý là không hoạt động. Thậm chí hoạt động rất khỏe luôn. Có mỗi cái tật là nó bị, con này thì bị gãy cái chết chốt lên xuống của cái con đứng đấy. Đấy, nếu mà hạ xuống được thì lên thì nó hơi ấy, biết cách thì vẫn lên được nhưng mà nó mất thời gian. Lấy một cái tô vít anh ấn một cái đầu ở trong bát là cho lên bình thường thôi, nhưng mà em cứ đi, em không có thời gian, em cứ báo thanh lý luôn cho các bác. Đấy.
Đấy, hai em này rất ok nhá các bác nhé, hoạt động bình thường này. Điện nguyên zin 100V. Đấy. Em na dọc dưa này thì em bán 1,4 triệu này. Em này em thanh lý giá 1 triệu này. Đấy. Điện nguyên zin 100V. Hitachi và em na tiêu na. Đấy, gió rất mạnh. Đây, bật số cho các bác. Tung năng hiện tận hoạt động bình thường nhá. Tất tật hoạt động tất rất bình thường. Đấy. Chứ không phải là thanh lý là không không dùng được. Dùng rất ok, nó có tật nào thì em báo luôn như thế để gọi là thanh lý mà. Nhà em nhiều quạt quá em thanh lý cho nó đỡ chặt. Bán rẻ này cho các bác nào mà thích quạt Nhật nhưng mà ví dụ như là kinh tế mình không đủ 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 thì mình đấy. Còn gang sắt gang siếc thì em rất nhiều. Em là mới về chiều hôm qua lại về mấy con nào xoáy với lại con gang sắt nữa. Để em đi chọn hàng toàn hàng hàng chọn thôi. Thế là về hàng về liên tục, cập nhật liên tục. Toàn hàng đẹp. Đây là những cái này em nhập theo lô thì là nó còn thì nó cũ ấy. Em thanh lý bớt chỉ cho nó đỡ chật nhà. Chứ nó không làm sao cả nhé các bác nhé, hoạt động bình thường nhé. Đấy. Tất cả đều hoạt động bình thường, chứ còn nếu mà nó không hoạt động thì lại bán theo kiểu phá đồ nhé. Thì nó khác, còn đây là bán thanh lý là vẫn hoạt động bình thường. Giá rất bình dân. Đấy. Nếu mà bỏ ra 1 triệu con này thì các bác không cần phải suy nghĩ nữa. Mua cái quạt ở Việt Nam bây giờ là cũng đâu đấy cũng vài vài trăm đến 1 triệu hơn triệu. Như là Panasonic thì cũng phải tầm hơn triệu. Mà chất lượng của nó thì chắc chắn một điều là không thể bằng được. Vì mình không phải mình nói xấu Việt Nam mình đâu, nhưng mà đúng là hàng của mình không không thể bằng được. Đồ nước bạn dùng bao nhiêu năm nay mà vẫn còn ok lắm. Đấy. Thì là em thanh lý em này 1 triệu này. Em này 1,4 triệu này. Đấy. Hoạt động bình thường các bác nhé. Điện nguyên zin 100V. Đấy, em có số điện thoại Zalo là 0969 135686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương. Thì bác nào xem kênh thì làm ơn cho xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Và ấn một nút chuông ở góc trái màn hình để mỗi khi em phát video để các bác nhận được thông tin đầu tiên và không bỏ lỡ những cái video mà mình đang những sản phẩm mà mình đang tìm kiếm. Đấy. Thì video em sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.